Rồi, hôm nay Ly sẽ có một buổi trả lời riêng về những nguyên nhân và những cái điều trị dành cho việc chăm sóc da khô. Thì như mọi người đã biết, làn da là một trong những yếu tố tạo nên nét đẹp của con người, đúng không nào? Quan trọng là hơn hết, làn da giúp bảo vệ cơ thể của chúng ta khỏi những cái tác động của môi trường. Vì vậy, nếu như mà làn da của chúng ta bị khô, trở nên khô ráp, nứt nẻ, thì cái chức năng bảo vệ làn da từ làn da bảo vệ cơ thể của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái sức khỏe của con người, đúng không ạ? Rồi, các triệu chứng của da khô thì như mọi người đã biết là các triệu chứng của da khô sẽ xuất hiện như thế nào. Mọi người sẽ cảm thấy là trên cái bề mặt da của chúng ta là rất là khô căng, khô ráp, đúng không ạ? Bề mặt là chúng ta sẽ nhìn thấy là không mịn màng nè, và lỗ chân lông là rất là khít nè. Và đặc biệt là khi mà mọi người trang điểm á, thì cái lớp trang điểm của chúng ta nó sẽ khó mà thẩm thấu vô trong được, và nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là mọi người hay đến là hiện tượng là chúng ta bị mốc trắng khi mà chúng ta đánh nền đó. Ngoài ra cái da khô nó có làm là sẽ có một số những cái biểu hiện sau nha. Lý ví dụ giống như là xỉn màu nè, trang điểm không ăn phấn nè, da tróc vẩy và nứt nẻ. Da khô nếu như mà chúng ta không chăm sóc, có những cái biện pháp điều trị kịp thời, thì sẽ dẫn đến nhiều cái vấn đề giống như là da lão hóa và nhạy cảm. Nhưng trong buổi này Ly sẽ không đề cập đến cái vấn đề là da lão hóa và da nhạy cảm, mà Ly sẽ tập trung vô cái vấn đề điều trị đó là da khô. Nhưng mà mọi người cũng đừng nên quá lo lắng, vì nếu như da khô chúng ta có những cái biện pháp điều trị kịp thời, kết hợp cùng với cái chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng, thì Ly nghĩ cái vấn đề da khô sẽ được cải thiện rất là đơn giản và hiệu quả. Và trước tiên, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu những cái sản phẩm nào và những cái phương pháp nào giúp điều trị cái vấn đề da khô này, thì chắc chắn chúng ta phải tìm hiểu được nguyên nhân vì sao mà da của chúng ta trở nên khô ráp và sần sùi nhé. Rồi, nhưng mà mọi người đã biết là nếu như da của chúng ta bị khô, đó là do nhiều yếu tố gây ra, có thể là do yếu tố ngoại sinh hoặc là ngoại nội sinh, và một số người thì có thể tác động do nhiều yếu tố. Nếu mà nắm rõ được nguyên nhân dẫn đến da khô của chúng ta, thì chúng ta mới tìm hiểu được những cái biện pháp điều trị giúp cải thiện cái làn da khô của chúng ta ha. Đầu tiên đó là các tác nhân bên ngoài. Lý ví dụ giống như là thời tiết nóng lạnh hoặc không khí khô sẽ làm cho da của chúng ta mất đi độ ẩm. Và mùa đông thì mọi người thường thấy là da của chúng ta sẽ bị khô căng, đúng không nào? Thiếu độ ẩm và nứt nẻ. Và mùa hè thì tia cực tím quá nhiều kiếm sẽ khiến cho làn da của chúng ta lão hóa diễn ra nhanh hơn, nên da dễ bị khô. Hoặc là khi mà chúng ta tắm nước nóng quá lâu thì khiến cho lỗ chân lông của chúng ta nở to, mất đi các lipid, tạo nên hàng rào bảo vệ da. Các lipid này hoạt động như là một lớp xi măng lấp đầy các khoảng cách giữa các tế bào. Khi mà da của chúng ta thiếu hụt độ ẩm thì dẫn đến những cái lớp sừng thiếu men phân giải, sừng chết tích tụ trên bề mặt da sẽ không được bong tách ra, gây nên hiện tượng da khô và tế bào da chết nhiều. Một cái vấn đề nào đó khiến cho làn da của chúng ta trở nên khô ráp, đó là việc lựa chọn không đúng sản phẩm chăm sóc da, làm mất đi các lipid tự nhiên khiến da của chúng ta trở nên khô. Hoặc là có một số nguyên nhân, hoặc là có những một số khách hàng họ sử dụng những cái biện pháp, họ đang bị bệnh, sử dụng những cái biện pháp điều trị, xạ trị, thì đây cũng là một nguyên nhân khiến cho da của chúng ta bị khô. Đó là lúc nãy Ly vừa đã nói những cái yếu tố bên ngoài. Còn những cái yếu tố bên trong, Ly ví dụ giống như là bệnh viêm da cơ địa nè, hay là do di truyền, thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta. Hoặc là do quá trình lão hóa, nội tiết tố thay đổi, độ đàn hồi sự săn chắc da bị mất đi, khiến cho làn da bị thiếu độ ẩm và bị khô. Nếu mà bạn đang mang thai hoặc là mãn kinh thì đây cũng là nguyên nhân dẫn đến da khô. Tuổi tác cũng là nguyên nhân khiến cho da của chúng ta bị khô. Khi tuổi càng cao thì sẽ suy giảm chức năng do các tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn hoạt động kém. Do chế độ ăn uống hàng ngày, nếu như mọi người trong cái chế độ dinh dưỡng của mọi người á, mọi người ăn nhiều thức ăn cay nóng,
dầu mỡ cũng làm cho da của chúng ta bị khô. Ngoài ra còn một số yếu tố làm cho da chúng ta bị khô, ví dụ như là chúng ta điều trị bệnh không đúng cách nè, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, hoặc là mối nguy hại từ công việc hoặc là môi trường làm việc. Ví dụ như những người làm việc trong môi trường nắng nóng, hoặc là làm đầu bếp chẳng hạn, thì môi trường đó là nắng nóng khiến cho làn da của chúng ta bị mất đi độ ẩm, do đó là da của chúng ta sẽ trở nên khô. Nhưng mà mọi người cũng đừng lo lắng nếu như mà mọi người không may sở hữu làn da khô, thì nếu như mọi người chọn lựa những cái sản phẩm phù hợp và có những cái biện pháp để điều trị, thì Ly nghĩ là cái việc mà cải thiện da khô chắc chắn là sẽ đơn giản và rất là hiệu quả. Và hiện nay có những có hai xu hướng để chăm sóc da cho cái làn da khô hiện nay. Đó là đầu tiên, đó là công nghệ hiện đại như tiêm HA, laser hoặc là bioza. Ưu điểm của những cái công nghệ này đó là công nghệ cao đẳng cấp, mọi người được hưởng thụ, mình không phải làm gì cả và chỉ đến những thẩm mỹ viện để chăm sóc da, và họ có những bà bác sĩ và chuyên gia làm cho mình. Tuy nhiên cũng có một cái khuyết điểm đối với những cái công nghệ này, ví dụ giống như là chi phí cao nè, hiệu quả không được như là quảng cáo, và có nhiều biến chứng nguy hiểm khi mọi người sử dụng những cái công nghệ này, như là gây sốc phản vệ, tắc động mạch rất là nguy hiểm. Việc thứ hai giúp cho biện pháp thứ hai giúp cho điều trị cái vấn đề da khô, đó là chế độ chăm sóc da skin care. Ưu điểm thì đây là một cái ưu điểm là hoàn toàn là an tâm và chăm sóc da tận gốc, nhưng mà có khuyết điểm là hiệu quả sẽ đến từ từ và bắt buộc mọi người phải bỏ thời gian và công sức để cho cải thiện cái làn da của chúng ta. Và cuối cùng, đó là một cái biện pháp cuối cùng, đó là cái chế độ dinh dưỡng. Đó là ưu tiên chúng ta nên bổ sung những cái thực phẩm trong cái chế độ dinh dưỡng từ bên trong, sẽ giúp cho cái cơ thể của chúng ta được cung cấp độ ẩm một cách tự nhiên nhất. Rồi Ly sẽ nói rõ hơn về cái chế độ chăm sóc da ha. Về cái chế độ chăm sóc da thì mọi người nên sử dụng các sản phẩm giúp bổ sung độ ẩm, cung cấp nước như HA, Bestit hoặc là Nha Đam, nước dừa. Mọi người nên tẩy tế bào da chết và đắp mặt nạ cấp ẩm hàng tuần để kích thích chu kỳ thay da mới. Đặc biệt có một bước cũng khá rất là quan trọng, đó là mọi người nên sử dụng kem chống nắng giúp ngăn ngừa tia UVB và UVA. Ngoài ra chế độ dinh dưỡng thì trong cái việc chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình thì mọi người nên bổ sung các sản phẩm có khả năng cấp nước để phục hồi hàng rào bảo vệ độ ẩm cho da của mình, tăng cường các vitamin và khoáng chất, uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả, và đặc biệt là mọi người nên hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Khi ra ngoài đường thì mọi người nên sử dụng kem chống nắng, mắt kính và áo khoác để bảo vệ làn da của chúng ta được tối ưu nhất. Sau đây sẽ là một số những cái sản phẩm phù hợp với lại cái làn da khô, thích hợp với làn da khô. Đầu tiên đó là bộ sản phẩm Nova Ecolagen Winter Power. Thì đây là một bộ sản phẩm giúp chăm sóc và cải thiện nếp nhăn hiệu quả với công nghệ tiên tiến, được cấp bằng sáng chế và chiết xuất từ tế bào gốc thực vật. Đó là công nghệ G-peptide, acid hyaluronic với cấu trúc siêu nhẹ, tế bào gốc thực vật từ hoa nhung tuyết. Và bộ sản phẩm này sẽ giúp kích thích quá trình tăng sinh collagen, mang lại làn da săn chắc và đồng hồi. Và bản thân của Ly là Ly đang sử dụng bộ sản phẩm này, và Ly thấy là có một cái sự cải tiến ở trên làn da của Ly rất là nhiều. Như mọi người đã biết là đối với cái phụ nữ của mình á, thì sau 25 tuổi thì là phụ nữ của chúng ta đã lão hóa rồi. Và đặc biệt là đối với những cái người khách hàng mà không quan tâm đến làn da, thì chắc chắn là những cái dấu hiệu lão hóa đó xuất hiện rất là nhanh. Và bản thân Ly là năm nay là Ly gần 40 tuổi, nhưng mà nếu như mà mọi người thấy là Ly có sự tìm hiểu nguyên nhân vì sao những cái làn da của Ly như thế nào, và Ly đã sử dụng bộ sản phẩm Nova Ecolagen Winter Power này và Ly thấy rất là hiệu quả. Những cái nếp nhăn á, đặc biệt là mọi người thấy là giờ di truyền á, bản thân của Ly là có cái khóe miệng rất là sâu như thế này nè. Nhưng mà Ly sau khi Ly sử dụng hai bộ, thì khi mà mới sử dụng một bộ đầu tiên á, là Ly thấy nó đã cải thiện rất là nhiều. Rồi đến cái bộ thứ hai thì những cái nếp nhăn ở khóe miệng và đặc biệt ở cái phần đôi mắt của Ly được giảm đi rất là nhiều. Và đặc biệt là Ly rất thích
sử dụng cái bộ sản phẩm Novae Ecolagen này. Và nếu như mà mọi người có ai sử dụng thì mọi người đã biết, đặc biệt là những cái sản phẩm mà kem dưỡng mắt, mọi người thấy không, khi mà sử dụng lên trên cái phần mà da mắt đó, thì có cái cảm giác rất là sảng khoái, rất là nhẹ nhàng và sử dụng rất là thích, đúng không nào? Rồi, bộ sản phẩm thứ hai Ly muốn nói đến đó là bộ sản phẩm đến từ dòng sản phẩm Optimal Hydra Radiant. Đây là một bộ sản phẩm với thành phần là từ phức hợp Thụy Điển, chống oxy hóa và bổ sung ẩm, bảo vệ da rất là hiệu quả. Và bộ sản phẩm này sẽ cung cấp ẩm xe khít lỗ chân lông, mang lại làn da tươi mới và rạng rỡ mỗi ngày hơn. Bộ sản phẩm này thích hợp cho cái lứa tuổi, độ tuổi khoảng từ 20 trở lên ha mọi người ha, sử dụng để giúp bảo vệ làn da của chúng ta khỏi những cái tác động từ môi trường xấu như ô nhiễm khói bụi. Và bộ sản phẩm này đặc biệt là những cái người nào mà có làn da khô nhưng mà hơi nhạy cảm một chút xíu, hoặc là chưa bao giờ sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da nào, thì bộ sản phẩm này khá là thích hợp ha. Vì cái công phức hợp Thụy Điển này đến từ thiên nhiên và có một cái tác động rất là nhẹ nhàng lên da. Và Ly nghĩ là có nhiều khách hàng á, sau khi mà được Ly tư vấn gợi ý sử dụng bộ sản phẩm này thì họ có những cái nhận xét feedback lại rất là về tốt về bộ sản phẩm này, giống như là cung cấp ẩm cho da khá là tốt nè, mang đến cho da một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng. Và sau khi mà họ sử dụng á, đặc biệt là da của họ khô và hơi nhạy cảm một chút xíu, thì khi họ sử dụng vô thì cái cảm giác mà khô rát và căng bóng á, nó cũng giảm đi rất là nhiều. Tiếp theo đó là một dòng sản phẩm chiết xuất từ nha đam và nước dừa đến từ Love Nature. Thì như mọi người đã biết, nước dừa thì sẽ giúp cung cấp nước vượt trội, bổ sung ẩm và làm tươi mới làn da. Và với lại nha đam hữu cơ, với cái thành phần là 99% là nước, thì chắc chắn làn da của chúng ta sẽ được cung cấp độ ẩm nè, chống oxy hóa mạnh mẽ và làm dịu da. Và bộ sản phẩm này sẽ giúp cung cấp ẩm, mang lại làn da tươi mới và đầy sức sống. Ngoài ra bộ sản phẩm này thích hợp cho da khô và da hỗn hợp, mọi người cũng có thể sử dụng được nha. Rồi, lúc nãy Ly đã nói về ba cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng dành cho nữ, thì nam chúng ta cũng có những cái khách hàng họ sở hữu những cái làn da khô thì chắc chắn là họ cũng phải chăm sóc da. Và đây là hai sản phẩm rất là phù hợp với chế độ chăm sóc da khô dành cho nam giới. Đó là bộ sản phẩm Not For Men Recharge, và bộ sản phẩm này với thành phần chính đó là màng Active Pro, giúp bảo vệ da trước các tác nhân, chống oxy hóa. Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có nhân sâm và khoáng chất bổ sung dưỡng chất, giúp làm dịu làn da của chúng ta, làn da của nam giới. Và hiệu quả của bộ sản phẩm này mang lại đó là cung cấp ẩm suốt ngày dài, sạc năng lượng cho da, bổ sung dưỡng chất, nuôi dưỡng làn da. Và ở đây là đối tượng là sử dụng đó là da nam khô thiếu ẩm, da nam mệt mỏi cần phải phục hồi năng lượng. Và đây là hai sản phẩm đó là sữa rửa mặt làm sạch tế bào da chết và gel dưỡng phục hồi và cấp ẩm cho da. Thì đối với mọi người lưu ý là đối với khi mà tư vấn sản phẩm này cho khách hàng, thì đối với cái sản phẩm sữa rửa mặt tẩy tế bào da chết này thì mọi người chỉ tư vấn cho khách sử dụng một tuần 1 đến 2 lần vào buổi tối mà thôi ha. Còn hàng ngày mọi người có thể tư vấn cho khách hàng nam sử dụng sữa rửa mặt dầu của bộ sản phẩm, những cái bộ sản phẩm khác từ Love Nature để rửa mặt hàng ngày nha. Vì đa số đối với những cái làn da nam giới thì họ có thể sử dụng được những cái bộ chăm sóc da dành cho nữ giới. Tuy nhiên thì đối với nữ giới của chúng ta thì chúng ta không được sử dụng bộ sản phẩm nam để chăm sóc cho da mình. Vì hai cái cấu trúc da của nữ và nam hoàn toàn khác nhau. Da nam thì sẽ dày hơn da nữ 20%. Do đó là nam có thể sử dụng những cái bộ sản phẩm của nữ, nhưng ngược lại nữ chúng ta thì không nên sử dụng sản phẩm của nam để chăm sóc cho da của chúng mình nha. Mọi người nên lưu ý điều đó nha. Ly sẽ nói đến về những cái sản phẩm tẩy tế bào da chết. Thì đối với da khô thì mọi người chỉ nên tẩy tế bào da chết một tuần một lần vào buổi tối ha. Ở đây Ly sẽ nói đến hai sản phẩm tẩy tế bào da chết của dòng sản phẩm Novae. Đó là bộ sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm Advanced Skin Renewing Treatment. Đây là bộ sản phẩm với hai bước tẩy tế bào da chết và tái tạo da, giúp nhẹ nhàng loại bỏ tế bào da chết, làm da ẩm mịn và đều màu, với thành phần là Ricolic Acid và Lactic Acid. Và đặc
và đặc điểm của cái bộ sản phẩm Advanced Skin Renewing Treatment này đó là chúng ta sẽ sử dụng liệu trình trong 4 tuần, hiệu quả vượt trội giống như ở spa và dễ dàng sử dụng tại nhà. Thì mọi người lưu ý là khi mà mọi người nghe đến là chúng ta spill da ở những thẩm mỹ viện hay là những ở thẩm mỹ viện hay ở những spa thì họ cũng sẽ sử dụng những cái sản phẩm giống như glycolic acid hoặc là lactic acid hoặc là AHA, BHA để peel da cho chúng ta. Thì như mọi người đã biết như là cái qua nếu như mà cái chi phí để mọi người peel da ở một spa uy tín thì chắc chắn là một cái lần như vậy thì rất là mắc. Nhưng mà đối với Oriflame của chúng ta, những cái sản phẩm của chúng ta có những cái thành phần này chiết xuất từ thiên nhiên và đặc biệt là mọi người thấy không, giá thành rất là chấp nhận được. Giá thành mọi người thấy là khi mà những cái sản phẩm này có những cái chương trình ưu đãi thì một cái sản phẩm mà chăm tẩy tế bào da chết và được những thành phần, những cái chiết xuất như thế này thì rất là được ưu chuộng và mang lại hiệu quả. Và đặc biệt hơn là mọi người, khi mọi người thấy là khi mọi người tẩy tế bào da chết á thì mọi người rất là sợ, với lại có nhiều khách hàng là họ rất là e ngại vì họ nghĩ là peel da hay là tẩy tế bào da chết thì sẽ làm cho da trở nên nhạy cảm, và nhiều khi là họ rất là ngại vì sau khi mà chúng ta tẩy tế bào da chết xong á thì trên da của chúng ta là chúng ta bong chóc thì chúng ta, da của chúng ta lúc đó nó sẽ trở nên là hơi mẫn cảm một chút xíu, thì rất nhiều khách hàng là họ rất là sợ. Tuy nhiên nếu như mà mọi người có một cái sự tìm hiểu những cái sản phẩm từ thiên nhiên thì cái việc mà tẩy tế bào da chết là hoàn toàn nên sử dụng và hoàn toàn yên tâm. Và đặc biệt là nếu như mà khách hàng nào đã sử dụng qua sản phẩm tẩy tế bào da chết của Oriflame thì mọi người thấy là cái hiệu quả mang đến rất là tốt luôn nè, và là da của chúng ta được bảo vệ rất là an toàn. Ở đây cái bộ sản phẩm Advanced Skin Renewing Treatment này thì Ly sẽ nói lại cái cách sử dụng. Ở trong bộ sản phẩm này chúng ta sẽ có 8 tip, 4 tip số 1 và 4 tip số 2. Thì chúng ta sẽ sử dụng bộ sản phẩm này trong 1 tháng, liệu trình là 4 tuần. Và 1 tuần chúng ta chỉ làm 1 lần, sau 1 tuần 1 lần vào buổi tối ha mọi người ha. Sau bước làm sạch thì mọi người sẽ lấy một miếng bông cô tông, mọi người thấm ướt tip số 1, sau đó mọi người sẽ lau, sẽ có thao tác lau nè, từ trong ra ngoài dọc theo cánh mũi và ngay cái phần ở cổ nữa ha. Sau đó chúng ta sẽ để 10 phút mà chúng ta không cần lại rửa vải với nước. Sau 10 phút chúng ta sẽ lấy một miếng bông cô tông khác, chúng ta thấm ướt cái tip số 2. Đây là cái tip giúp cân bằng lại, tái tạo lại da. Thì mọi người cũng sẽ có thao tác y như ở cái bước số 1, ở cái tip số 1. Và sau khi chúng ta sử dụng hai tip này chúng ta không cần rửa rải với nước. Và mọi người đặc biệt lưu ý là sau khi chúng ta sử dụng bộ sản phẩm này thì ngay cái lúc đó thì mọi người không nên sử dụng tinh chất mà mọi người chỉ sử dụng những cái bước chăm sóc da tiếp theo, ví dụ giống như là kem dưỡng mắt, kem dưỡng ẩm ban đêm, và mọi người nên bổ sung thêm cái mặt nạ ngủ vào buổi đêm ha. Rồi, Ly sẽ nói đến về cái sản phẩm tẩy tế bào da chết thứ hai, đó là sản phẩm Skin Renewing Peel. Thì đây là một cái sản phẩm tẩy tế bào da chết với thành phần là AHA và BHA, giúp loại bỏ tế bào chết, tái tạo da và làm da sáng mịn màng. Ngoài ra hai thành phần AHA và BHA thì trong cái sản phẩm này còn kết hợp thêm đó là enzyme từ trái lục. Thì đặc điểm của cái sản phẩm này đó là giàu dưỡng chất, dịu nhẹ, mang lại hiệu quả tức thì, vượt trội, xu hướng, dễ sử dụng. Và đặc biệt là Ly rất là thích sử dụng sản phẩm này tẩy tế bào da chết, và tối hôm qua Ly mới sử dụng. Đó là hai cái sản phẩm tẩy tế bào da chết. Thì sau đây Ly sẽ nói đến một số cái sản phẩm giúp cung cấp độ ẩm cho làn da của chúng ta. Đầu tiên nào thì Ly sẽ nói đến một cái sản phẩm gọi là huyền thoại của Oriflame và tất cả mọi người đều rất là thích sử dụng, và sản phẩm này thì đã mang lại hiệu quả rất là nhiều, đặc biệt là đối với những cái làn da khô và lão hóa. Đó là Ly đang nói đến bộ đó là viên dầu dưỡng da với dầu dưỡng từ thiên nhiên, giúp cung cấp vitamin và khoáng chất nhằm nuôi dưỡng sâu và nâng cao hiệu quả dưỡng da, làm da mịn màng và rạng rỡ hơn. Và trong cái thành phần của viên dầu dưỡng này đó là chứa 6 tinh dầu của 6 loại, đó là dầu vừng, dầu lý chua đen, dầu quả bơ, dầu đậu nành, dầu hạt đào và dầu menopharm.
thì hiệu quả của cái viên dầu dưỡng này sẽ giúp cung cấp vitamin và những cái khoáng chất thiết yếu, ngăn ngừa oxy hóa cho da, nuôi dưỡng sâu, nâng cao hiệu quả dưỡng da, cải thiện nếp nhăn và làm da mịn màng rạng rỡ hơn. Và cách sử dụng viên dầu dưỡng này cũng rất là đơn giản. Một ngày mọi người sẽ sử dụng 2 viên sáng và tối. Mọi người sẽ sử dụng viên dầu dưỡng này sau bước tinh chất. Mọi người nên thoa cả mặt và phần ở cổ nữa nhé. Vì mọi người đã biết là khi mà cái làn da mặt của chúng ta thì cái làn da cổ của chúng ta cũng cần được chăm sóc, vì cái làn da cổ của chúng ta cũng khá là mỏng manh ha. Nên khi chúng ta chăm sóc da mặt thì chúng ta nên chăm sóc cả phần da cổ. Thông thường á, thì Ly khi mà Ly sử dụng kem dưỡng á, hay là chống nắng, Ly cũng sử dụng cả mặt và cả phần ở cổ để giúp cho bảo vệ cái làn da cổ của Ly được hoàn thiện hơn và cũng chống lão hóa lại cho cái đối với cái làn da cổ của mình ha. Rồi, sản phẩm thứ hai Ly muốn nói đến đó là sản phẩm Novakin Dreamin Essence. Một vị bác sĩ da liễu ở New York đã giải thích rằng đối với da, cơ thể hoạt động của probiotic cũng tương tự như ở trong đường ruột. Cụ thể là nó giúp tỷ lệ vi khuẩn tốt và vi khuẩn sống trên da luôn ở trạng thái cân bằng. Kết quả của việc của điều này sẽ làm làn da không quá khô, không quá dầu và có đủ khả năng đẩy lùi các tác nhân xấu từ môi trường, từ đó giúp hỗ trợ việc điều trị mụn nè, giảm viêm da kích ứng, tăng cường chống lão hóa da. Thứ nhất, chúng hoạt động như là một tấm chắn giúp bảo vệ làn da bằng cách ngăn ngừa các vi sinh vật xấu. Nói một cách dễ hiểu hơn, các probiotic này giúp tái tạo ra một môi trường làm dịu da hơn. Thứ hai, chúng tạo ra các kháng sinh tự nhiên gọi là các chất kháng khuẩn chống lại vi khuẩn xấu. Và cuối cùng, chúng tăng cường chức năng bảo vệ tự nhiên của da để chống lại các yếu tố gây hại từ bên ngoài như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường. Tất cả những lợi ích này đều giúp làm giảm viêm, kháng khuẩn và ngăn ngừa lão hóa. Prebiotic là nguồn cung cấp thức ăn cho các lợi khuẩn, đảm bảo dinh dưỡng và môi trường cho chúng sinh sôi nảy nở, từ đó thúc đẩy lợi khuẩn đa dạng về số lượng và chất lượng. Có thể nói sự kết hợp của prebiotic và probiotic trong sản phẩm chăm sóc da giúp điều trị sự cân bằng đa dạng các lợi khuẩn trên da, và đặc biệt đó là tăng cường sự hiện diện của các lợi khuẩn hàng đầu như lactobacillus, giúp góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các vấn đề về da. Nói đó là một cái nghiên cứu của một vị bác sĩ da liễu ở New York, thì trong sản phẩm này của chúng ta sẽ giúp tăng cường khả năng hấp thụ, nâng cao hiệu quả dưỡng da, giúp cân bằng độ ẩm và làm xanh miệng da, giảm thiểu những vi khuẩn gây mụn và xe khít lỗ chân lông. Như mọi người đã biết là giống như là mọi người có em bé, nếu như mọi người có con thì mọi người thấy là khi mà em bé của chúng ta mà ăn uống mà thiếu kém hấp thu, bé bị suy dinh dưỡng hay là kém phát triển, thì khi mọi người đi cho bé đi khám dinh dưỡng thì thông thường bác sĩ sẽ bổ sung thêm những cái men vi sinh, hoặc là bác sĩ kêu là nên cho bé ăn da ua trong cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày để giúp cho cái việc hấp thu những cái chất dinh dưỡng trong cái đường ruột của bé được khỏe mạnh hơn. Thì đây là một sản phẩm cũng tương tự như thế. Thì khi mà mọi người sử dụng cái sản phẩm này ở trên da thì sẽ giúp cho da của chúng ta được hấp thu tối đa những dưỡng chất từ những cái sản phẩm chăm sóc da. Và sản phẩm này sẽ sử dụng sau bước làm sạch ha mọi người ha. Có nghĩa là sau bước làm sạch mọi người sẽ sử dụng sản phẩm này lên trên da. Mọi người có thể sử dụng bằng một miếng bông cô tông, hoặc là mọi người có thể cho sản phẩm dung dịch sản phẩm trên tay, sau đó mọi người sẽ phủ nhẹ ở trên da, rồi tiếp theo mọi người sẽ thực hiện các bước chăm sóc da còn lại như kem dưỡng mắt tinh chất hoặc là kem dưỡng ẩm ngày và đêm nha. Rồi, Ly sẽ nói đến sản phẩm mặt nạ. Đầu tiên đó là một cái sản phẩm mà mặt nạ miếng giúp bổ sung dưỡng chất và cải thiện nếp nhăn cho da với thành phần đó là vitamin E, C, B và acid hyaluronic. Đặc điểm của cái sản phẩm này thì sẽ giúp bổ sung dưỡng chất dồi dào cho da. Và một cái sản phẩm này thì đây là một cái sản phẩm mặt nạ cô tông. Sau cái bước làm sạch thì mọi người sẽ sử dụng đắp cái miếng mặt nạ này lên và mọi người để trong khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó mọi người sẽ bỏ miếng mặt nạ này ra. Và tuy nhiên là mọi người sẽ không cần rửa lại với nước, mà chúng ta sẽ phải massage, dùng hai bàn tay này mọi người, chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng để cho những cái tinh chất, những cái dưỡng chất ở trên da chúng ta còn lại sau khi chúng ta đắp mặt nạ, nó sẽ được thẩm thấu vô trong sâu và trong da hơn ha.
Và một sản phẩm tiếp mặt nạ thứ hai mà sản phẩm này là Ly cực kỳ yêu thích đó là mặt nạ ngủ. Mặt nạ ngủ này sẽ bổ sung dưỡng chất và tăng cường tái tạo da trong lúc ngủ với thành phần đó là dầu Inca, bơ, acid hyaluronic. Đặc điểm của sản phẩm này sẽ giúp nuôi dưỡng sâu và tái tạo da mạnh mẽ. Chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này vào buổi tối và thông thường Ly sẽ sử dụng 3 lần một tuần tại vì Ly rất là thích sử dụng sản phẩm này. Tại vì đối với cái độ tuổi của Ly thì làn da của Ly cũng sẽ thiếu độ ẩm rất là nhiều. Vì thế Ly cần phải sử dụng những cái sản phẩm giúp cung cấp độ ẩm tức thì. Và đặc biệt là sản phẩm này Ly rất yêu thích vì khi mà sau khi mà mọi người sử dụng, có ai sử dụng sản phẩm này sẽ có cái cảm nhận giống như Ly, là sau một buổi đêm mà khi mà chúng ta ngủ dậy thì sáng mai mọi người sẽ thấy là cái làn da của chúng ta được bổ sung ẩm khá là tốt. Làn da của mình sẽ thấy là rất là căng và bóng mượt ha. Và sản phẩm này chúng ta sẽ sau khi mọi người sử dụng vào buổi tối thì sau cái bước kem dưỡng ban đêm á, mọi người sử dụng sản phẩm này và chúng ta sẽ để qua đêm ha, không cần rửa lại với nước nha mọi người. Rồi đây là một số cái mặt nạ đến từ dòng Love Nature và Optimal. Đầu tiên đó là mặt nạ chiết xuất từ dưa hấu. Thì đây là một sản phẩm mặt nạ dạng gel giúp dưỡng ẩm cho làn da, giúp cho làn da của chúng ta ẩm mịn và mượt mà. Và cái cách sử dụng sản phẩm này là chúng ta thoa và để 15 phút. Sau đó chúng ta lau lại bằng khăn ướt hoặc là chúng ta rửa lại bằng nước nha mọi người ha. Và cái mặt nạ này thì chúng ta nên sử dụng 2 tuần một lần vào buổi tối. Thông thường thì mọi người sẽ nghĩ là tại sao chúng ta không đắp mặt nạ vào ban ngày. Thì mọi người thấy là do là ban ngày chúng ta phải hoạt động nhiều nè. Mà khi mà cái thời gian mà chúng ta đắp mặt nạ là cái chúng ta là cái thời gian chúng ta được thư giãn đúng không ạ? Và thì mọi người thấy là cái việc mà đắp mặt nạ vào buổi tối đó là cái thời gian lý tưởng để giúp cho da của chúng ta phục hồi lại, cung cấp được độ ẩm sau một ngày mà da của chúng ta tiếp xúc với lại quá nhiều hóa chất, bụi bẩn, ô nhiễm môi trường hoặc là những từ ánh nắng mặt trời. Thì mọi người thấy là việc mà đắp mặt nạ vào buổi tối sẽ giúp cung cấp độ ẩm, sẽ tái tạo lại làn da của chúng ta sau một ngày làm việc mệt mỏi ha. Thứ hai đó là sản phẩm mặt nạ chiết xuất từ dưa leo. Và đây là cũng là một mặt nạ dạng gel giúp bổ sung và cân bằng độ ẩm. Chúng ta cũng thoa và để 15 phút rồi chúng ta rửa lại với nước nha. Rồi cuối cùng đó là mặt nạ từ dòng Optimal. Thì với chiết xuất từ Việt Quất, phúc bồn tử đen và phúc bồn tử. Đây là một mặt nạ rửa giúp bổ sung ẩm cho da, giúp da luôn tươi mới, căng mọc và tràn đầy sức sống. Và cái sử dụng chúng ta cũng sẽ thoa và để 15 phút rồi lại rửa lại với nước nha mọi người. Rồi cái đó là một cái vấn đề về chăm sóc da chúng ta sẽ sử dụng. Tìm hiểu, sau khi chúng ta tìm hiểu được nguyên nhân khiến cho làn da của chúng ta bị khô và bong chóc, nhiều tế bào da chết, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu sử dụng những cái sản phẩm phù hợp với cái làn da khô. Đó là cái biện pháp chúng ta chăm sóc từ bên ngoài. Nhưng mà để cho cái việc mà làn da khô của chúng ta được cải thiện hiệu quả hơn thì cái việc mà chế độ dinh dưỡng hàng ngày, trong cái việc mà chế độ ăn uống hàng ngày của mọi người cũng khá là quan trọng. Tuy nhiên thì mọi người, như hiện nay mọi người đã thấy là khi mà mọi người đi làm á, không thể nào mà một ngày mọi người có thể ăn uống một đầy đủ 1 kg trái cây và rau củ quả đủ màu sắc đúng không ạ? Và một ngày mọi người phải uống ít nhất là 2 lít nước. Thì nhiều khi là bản thân của Ly, nhiều khi là do là làm việc, nhiều khi chúng ta quên đi và chúng ta cũng không có thời gian để chúng ta bổ sung những cái sản phẩm, những cái thực phẩm mà có nhiều chất xơ, nhiều chất ẩm để cung cấp cho thì cái việc mà bổ sung những cái thực phẩm giúp cung cấp lại vitamin và khoáng chất cho cơ thể lúc này là rất là cần thiết. Đó là vì sao mà mọi người thấy là cái sản phẩm Wellness Pack của chúng ta là một cái sản phẩm khá là hiệu quả trong việc là bảo vệ sức khỏe cho bản thân của chúng ta, mà đặc biệt là giúp cho làn da của chúng ta đào thải được những cái độc tố và cung cấp bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp ngăn ngừa oxy hóa mạnh mẽ, hạn chế quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Hiệu quả thì mọi người đã biết rồi đúng không? Sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta là giảm mệt mỏi và căng thẳng, miễn dịch, tăng cường miễn dịch, giảm viêm nhiễm, tim mạch lưu thông tuần hoàn máu, giảm cholesterol, cơ bắp, cải thiện độ dẻo dai và năng suất cơ, giảm sưng viêm và đau nhức, thị giác, tăng cường thị giác, giảm sưng mắt, làn da sẽ giúp cho làn da của chúng ta mịn màng, giảm tác hại từ tia UV và giảm các nếp nhăn.
Rồi, thông thường á, đối với những cái khách hàng mà làn da khô hay là với một số khách hàng mà có một cái vấn đề về mụn á, thì như mọi người đã biết về cái mụn á, thì chúng ta sẽ không được trang điểm và chúng ta sẽ không được dưỡng da. Thì chắc chắn là với lại những cái sản phẩm mà điều trị mụn á, khi mà mọi người sử dụng một thời gian, nó sẽ làm cho da của mọi người mất đi độ ẩm và da của mọi người sẽ bị khô. Thì cái việc mà mọi người bổ sung omega dầu cá rất cần thiết để giúp bổ sung lại độ ẩm cần thiết cho da. Và omega 3 sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ tim mạch và tăng cường trí não. Với cái hàm lượng DHA và EPA cao từ những cái con cá nhỏ nên hạn chế chất độc hơn những con cá lớn. Và đặc biệt là sản phẩm này rất tinh khiết và an toàn. Đối với sản phẩm omega 3 này sẽ không có chất bảo quản tạo màu, không chứa kim loại nặng và các chất gây ô nhiễm. Và lợi ích của omega 3 đó là giúp bảo vệ tim mạch, kháng viêm, làm đẹp da, tăng cường thị lực, cải thiện giấc ngủ và tăng cường trí não. Rồi, một sản phẩm mà không thể thiếu trong cái chế độ chăm sóc da hàng ngày và bảo vệ sức khỏe hàng ngày đó là từ tảo, đúng không mọi người? Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe với khả năng ngăn ngừa oxy hóa mạnh mẽ, giúp chống lại các tác hại của các gốc tự do tấn công trên cơ thể. Và điểm nổi bật của sản phẩm này đó là viên nang từ cá, không chứa gluten, không chứa GMO, chuẩn châu Âu và GMP. Thành phần đó là từ việt quất đen, vitamin E và vitamin C. Và thông thường như mọi người thấy là trong cái sản phẩm Wellness Max của mình sẽ có chứa một viên tảo. Tuy nhiên, để giúp cho cơ thể của chúng ta được đào thải độc tố, chống oxy hóa mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là trong cái thời gian này mọi người thấy là cơ thể chúng ta cần phải có sức khỏe, cần phải bảo vệ cơ thể chúng ta chống lại cái mùa dịch corona này, thì mọi người nên tăng cường 4 viên trong một ngày để giúp cho cơ thể của chúng ta có đủ khả năng để chống lại, bảo vệ sức khỏe của chúng ta ha. Rồi, mà sản phẩm cuối cùng Ly muốn nói đến đó là sản phẩm chống nắng. Thì ở đây Oriflame của mình hiện tại thì mình sẽ có hai dòng sản phẩm chống nắng, đó là từ Sun Yon và từ Novay. Thì sản phẩm Sun Yon UV Protect Face, đây là sản phẩm mà kem chống nắng dành cho mặt, giúp bảo vệ hiệu quả và làn da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, với thành phần đó là hợp chất dưỡng ẩm. Sản phẩm này đó đặc biệt là kết cấu đặc biệt giúp thẩm thấu nhanh chóng và bảo vệ da khá là tốt, với chỉ số chống nắng SPF 50. Sang đến sản phẩm chống nắng của Novay thì đây là một cái sản phẩm chống nắng đa năng, giúp bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tất cả những các tác nhân gây hại từ tia tử ngoại. Và sản phẩm này có độ chống nắng là SPF 50 với PA là 4+. Thì với thành phần đó là dầu jojoba, giúp bảo vệ làn da của chúng ta tối ưu dưới tác hại của ánh nắng mặt trời. Và cái cách sử dụng kem chống nắng thì chắc là mọi người cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà Ly cũng xin nhắc lại, đó là chúng ta sẽ sử dụng sau cái bước kem dưỡng ẩm ban ngày. Và mọi người nên sử dụng thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 15 đến 30 phút, để kem chống nắng có thể là thẩm thấu vô trong da và mới bảo vệ da của chúng ta được tối ưu nhất ha. Rồi, có một số câu hỏi thường gặp khi mà một cái số người khách hàng khi mà họ có làn da khô, thì mà khi mà mọi người bán hàng, mọi người tư vấn sản phẩm, chắc chắn mọi người sẽ có một số câu hỏi thường gặp như thế này: sử dụng bao lâu thì sẽ có hiệu quả, và điều này thì còn tùy thuộc vào khả năng hấp thu của từng loại da. Nhưng thông thường bạn sẽ cảm nhận được sự ẩm mịn sau 2 tuần sử dụng, và làn da và sẽ được cải thiện sau 1 tháng nha. Rồi, câu hỏi thứ hai: vì sao tôi đã dưỡng da thường xuyên nhưng vẫn có vài chỗ bong chóc? Thì câu trả lời cho là da bong chóc là do lớp sừng chết tích tụ trên bề mặt da nên sản phẩm không thể thẩm thấu hoàn toàn vào da. Ngoài việc dưỡng, chúng ta cần kết hợp tẩy tế bào da chết để kích thích chu kỳ thay da mới, đồng thời tăng khả năng hấp thu. Rồi, câu hỏi cuối cùng: tôi da khô và có chăm sóc da nhưng thỉnh thoảng thấy ngứa và căng rát vài vùng là vì sao? Da khô nếu chăm sóc không đúng cách sẽ bị tổn thương hàng rào bảo vệ da và dần chuyển sang da nhạy cảm, cảm giác ngứa và căng rát. Một vài vùng như khóe miệng, trán là dấu hiệu của vùng da đó đang chuyển sang da nhạy cảm. Bạn cần xem lại các sản phẩm sử dụng bạn đang sử dụng có phù hợp
với làn da của mình hay chưa. Nếu chưa, cần thay đổi cách chăm sóc da để phù hợp hơn. Ly đã vừa trình bày xong một số nguyên nhân và biện pháp để giúp điều trị chăm sóc cho da khô. Thì nếu như mà mọi người có những cái thắc mắc thì mọi người có thể là gửi những cái câu hỏi về da qua bên Facebook Messenger riêng cho Ly, thì Ly sẽ dành thời gian để giúp cho mọi người, hỗ trợ mọi người giải đáp được những cái câu hỏi mà mọi người quan tâm về làn da khô ha. Và ở đây thì mọi người ơi, Ly sẽ dành khoảng 10 phút để cho mọi người có thể đặt câu hỏi tại cái livestream này và Ly sẽ trả lời trực tiếp cho mọi người ha. Nếu như mà không có câu hỏi nào thì Ly xin kết thúc cái buổi livestream về nguyên nhân và những cái điều trị chăm sóc da khô tại đây. Cảm ơn mọi người đã cùng Ly trong cái buổi livestream này và hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi livestream tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.